Thưa quý vị, vừa qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan tăng cường kết nối cung cầu lao động, nghiên cứu thành lập sàn giao dịch việc làm. Và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng thì ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, trong đó có nội dung liên quan đến đề xuất xây dựng các sàn giao dịch việc làm. Và Phó Thủ tướng nhấn mạnh là thời gian tới, thị trường cần có sàn giao dịch việc làm quốc gia để thực hiện công tác quản lý nhà nước với nguồn nhân lực trong cả doanh nghiệp công lập và tư nhân, kết nối thông tin việc làm tại những nơi mà doanh nghiệp chưa bao phủ. Và ngay trong ngày hôm nay, phóng viên VTV Money đã ghi nhận ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp sản xuất và đơn vị cung cấp dịch vụ tuyển dụng lao động về sự cần thiết của sàn giao dịch việc làm quốc gia. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này đã triển khai thêm 3 dự án mới. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, họ có nhu cầu tuyển dụng thêm 3.000 nhân sự. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng gặp khó khăn vì việc tuyển dụng nhân lực ngành dệt may cũng ngày càng cạnh tranh với lĩnh vực khác như da giày hay sản xuất linh kiện. Trong cái bối cảnh hiện nay thì chính phủ đang xây dựng cái sàn giao dịch trực tuyến với tầm cỡ quốc gia, thì tôi cho rằng đây là một trong những cái mà rất là tốt, vì ngành may của chúng tôi hiện nay cũng là một cái ngành mà cái khả năng cạnh tranh lao động cũng đang rất là khó khăn. Thông qua cái sàn giao dịch này, chúng tôi cũng có thể tiếp cận được một cách nhanh nhất những cái nhu cầu tuyển dụng về các cái nhân sự của mình, từ lao động phổ thông đến những lao động có cái trình độ cao hơn. Việc triển khai sàn giao dịch việc làm trực tuyến toàn quốc không chỉ giúp doanh nghiệp kết nối với nhân lực tốt hơn, mà còn giúp người lao động, đặc biệt là nhóm lao động phổ thông có khả năng tiếp cận với cơ hội việc làm dễ dàng hơn. Nhóm lao động phổ thông mà chiếm đại đa số trong cái lực lượng lao động của chúng ta thì lại cũng chưa có nhiều những cái phương pháp để có thể tiếp cận. Có một cái sàn giao dịch việc làm như thế này sẽ giúp là chúng ta luân chuyển được lao động ở những cái khu vực mà đang bị dôi dư đến những cái khu vực mà đang bị thiếu việc làm. Ngoài ra, sàn giao dịch việc làm quốc gia cũng được kỳ vọng không chỉ kết nối người lao động với các doanh nghiệp trong nước, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận với doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư vào Việt Nam. Thực tế, sàn giao dịch việc làm ở quy mô địa phương cũng đã xuất hiện. Như tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã triển khai dịch vụ giao dịch việc làm trực tuyến từ cuối năm 2021, kết nối 15 đầu mối giao dịch việc làm trên địa bàn và bước đầu thu được kết quả tương đối khả quan. Nếu có một sàn giao dịch được mở rộng ở quy mô cả nước, thì lợi ích sẽ còn được tăng lên gấp nhiều lần. Thưa quý vị, nếu quý vị đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm thì có thể đến những trung tâm dịch vụ việc làm và điền vào tờ đơn đăng ký tìm việc như thế này. Từ đầu năm đến nay thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội này đã thu hút hơn 4.300 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với hơn 68.000 chỉ tiêu tuyển dụng. Con số này thì tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Và đạt được con số tích cực này, một phần là nhờ họ đã triển khai ứng dụng công nghệ số để xây dựng những bảng giao dịch việc làm trực tuyến, những sàn giao dịch việc làm trực tuyến để thu hút cả doanh nghiệp và những người lao động. Riêng tại Hà Nội chúng tôi có hệ thống là 15 cái sàn giao dịch việc làm. Thì khi tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng ngày thì kể cả sàn giao dịch việc làm tại Ba Vì thì đều có thể phỏng vấn vào sàn trung tâm tại Trung Kính, hoặc là từ Long Biên có thể phỏng vấn sang Gia Lâm, hoặc là từ Mê Linh có thể phỏng vấn xuống tận Phú Xuyên. Đấy, riêng cái việc đó cũng đã hỗ trợ rất là tốt cho doanh nghiệp có nhiều hơn cái cơ hội để mà tuyển dụng được người lao động, hay là chính những người lao động cũng có nhiều hơn cái cơ hội để có thể tự tìm kiếm cho mình những cái vị trí việc làm phù hợp, rồi nhanh chóng tìm kiếm được việc làm, quay trở lại với thị trường lao động. Thưa quý vị, hiện nay trên khắp cả nước có 82 trung tâm dịch vụ việc làm công lập, và cùng với đó là hơn 500 doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới và kết nối cung cầu trên thị trường lao động. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào hay là doanh nghiệp nào cũng có những sàn giao dịch việc làm trực tuyến như Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội kể trên. Và theo đánh giá của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì số lượng cơ sở làm dịch vụ việc làm thì nhiều. Tuy nhiên, trên thực tế thì lại không có sự kết nối và đồng bộ với nhau. Từ đó khiến cho cơ sở dữ liệu về lao động tại Việt Nam thiếu tính đồng bộ. Cơ chế kiểm tra, giám sát, hoạt động môi giới việc làm vẫn còn nhiều hạn chế. Để thay đổi thực tế trên thì một sàn giao dịch việc làm trực tuyến quốc gia cũng đang được các bộ ngành tính đến. Đây sẽ là nơi kết nối tất cả những trung tâm và doanh nghiệp dịch vụ việc làm trên khắp cả nước. Và các chuyên gia và doanh nghiệp cũng kỳ vọng rằng đây cũng chính là nơi mà thông tin được minh bạch và kiểm chứng, tránh tình trạng lừa đảo việc làm. Ở bên cạnh đó thì năng lực hay là trình độ của người lao động cũng được phản ánh một cách đầy đủ và chính xác thông qua sàn giao dịch việc làm trực tuyến.
cái sàn đấy nó phải giải quyết được bài toán nào. Ví dụ như việc là chúng ta phải có được cái nơi để có thể đánh giá được năng suất. Nếu thông qua sàn thì ghi nhận và đánh giá theo dõi được năng suất của người lao động thì lúc đấy mới cần cái sàn, giống như sàn cổ phiếu, trái phiếu. Khi hoạt động của hệ thống sàn mang tính toàn quốc thì giữa các tỉnh rồi các cái đơn vị liên quan tham gia vào hệ thống cùng phải đồng nhất về mặt xây dựng cơ sở dữ liệu, tạo ra cái sự chia sẻ rồi sự liên thông về cơ sở dữ liệu cũng như các cái quản trị về cơ sở dữ liệu ở trên hệ thống. Một hệ thống đó thì phải cần phải có một cái phần mềm đảm bảo đủ điều kiện để điều hành rồi quản trị toàn bộ các cái hoạt động phỏng vấn tuyển dụng. Ngoài ý kiến của các chuyên gia, những người trong cuộc mà chúng tôi đã ghi nhận ở trên, thì bài học kinh nghiệm từ quốc tế cũng sẽ là một phần quan trọng để những nhà làm chính sách có thể tham khảo. Và chắc chắn là về câu chuyện quốc tế thì phải chuyển sang chị Kim Huệ. Vâng, tôi muốn chia sẻ câu chuyện tại Ấn Độ là ngay từ năm 2015 thì chính phủ nước này đã triển khai dịch vụ hướng nghiệp quốc gia, gọi tắt là NCS, nhằm thúc đẩy hoạt động tuyển dụng, đáp ứng nhu cầu về nhân lực của doanh nghiệp, tạo thêm việc làm cho người lao động. Và cụ thể là một trong số các trụ cột chính của dự án này là Cổng Thông tin Tập trung Kỹ thuật số NCS, một nền tảng nhằm kết nối người lao động và nhà tuyển dụng thuộc nhiều ngành nghề, hỗ trợ và tư vấn nghề nghiệp, cung cấp thông tin về các khóa học phát triển kỹ năng cho người lao động. NCS thì không thu bất kỳ khoản phí nào của các bên liên quan đối với việc đăng ký trên cổng thông tin và các dịch vụ. Các số liệu thống kê mới nhất cho thấy là cổng thông tin NCS đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn khi cán mốc 1 triệu doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ trong giai đoạn năm 2022 đến năm 2023. Và số vị trí cần tuyển dụng được đăng ký trong giai đoạn này thì cũng đạt mức kỷ lục 3,57 triệu, tăng gần gấp 3 lần so với giai đoạn trước đó. Còn tại Singapore thì người dân có nhu cầu việc làm thì có thể tìm được công việc đúng với nhu cầu, sở trường và năng lực đào tạo của mình trên cổng thông tin việc làm. Đây là một bước phát triển cao hơn của mô hình Ngân hàng Việc làm Quốc gia ra đời từ năm 2014. Và phóng viên Hiệu Hương thông tin từ Singapore. Mô hình Ngân hàng Việc làm Quốc gia ra đời năm 2014 tạo nên cầu nối giữa người lao động và nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau đó, năm 2017, Ngân hàng Việc làm đã được tích hợp vào hệ thống thông tin của chương trình đào tạo kỹ năng quốc gia của Singapore. Lý do của việc tích hợp này là các nhà quản lý Singapore nhận thấy rằng việc làm là một bộ phận gắn liền với đào tạo, học tập kỹ năng của người dân. Do đó, khi xuất hiện số liệu về nhu cầu tìm việc làm ở các ngành nghề, cũng là số liệu cho thấy nhu cầu cần phải đào tạo về các kỹ năng ngành nghề mà người dân nước này còn thiếu. Việc tích hợp thêm nhiều thông tin sẽ tạo nên hệ thống ngày càng thông minh, giúp người tìm việc nhanh hơn, thuận tiện hơn, tìm được đúng việc làm phù hợp với mình. Bên cạnh đó thì cổng thông tin việc làm cũng còn là một bách khoa toàn thư về các lĩnh vực ngành nghề, cung cấp nhiều nguồn kiến thức bổ ích như cách thức tìm kiếm việc làm hiệu quả, tư vấn của chuyên gia về phát triển nghề nghiệp hay chia sẻ những kinh nghiệm thành công từ chính những người tìm việc khác. Cổng thông tin này cũng cung cấp thông tin về các khóa học, hội nghị, hội thảo, hỗ trợ việc làm, vân vân. Tính năng mới nhất được cung cấp trên cổng thông tin là Career Finders, tạm dịch là tìm nghề. Đây là công cụ số giúp bạn lập kế hoạch nghề nghiệp, giúp tìm kiếm được các cơ hội việc làm, thậm chí còn tiến cử các công việc mà bạn chưa từng nghĩ tới, nhưng mà trí tuệ nhân tạo AI nhận thấy là phù hợp với bộ kỹ năng nghề nghiệp mà bạn đang có. Hiếu Hưng, phóng viên Truyền Việt Nam đưa tin từ Singapore. Trong thời gian tới, để đẩy nhanh quá trình xây dựng sàn giao dịch việc làm trực tuyến quốc gia, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ cần phải phối hợp với các bộ ngành để chuẩn hóa dữ liệu, kết nối các trung tâm, cơ sở giao dịch việc làm riêng lẻ hiện nay thành một đầu mối thống nhất và đồng bộ. Mục tiêu để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người lao động cả nước có thể tiếp cận đầy đủ và thuận lợi.